Dạ, các bản tin nhanh 24/7. Đó đường gì gãy phục upside down, lời cảnh tỉnh cho những anh em. Giá mã S&P 500 cho đến nay phải nhắc đến vấn đề phục trước. Thường mắc có những tiếng kêu cụp cụp khá khó chịu khi qua những giờ giảm sốc hay ổ gà. Chính điều đó, khá nhiều anh em thường có những biện pháp như thay ti phục trước, thay chén cổ, thay phục SH hay thậm chí là phục hành trình ngược upside down. Tuy nhiên, phục upside down thường chỉ dành cho những thiết kế dòng xe phân khối lớn. Còn những mặt hàng dành cho chiếc S-Center hay Winner đa phần là tự gia công, nên độ an toàn vẫn là một hoài nghi khá lớn. Và dưới đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho sự cố hoài ý muốn do đo đường dịp phục upside down đã gãy đôi. Phần chân trước đã gãy gập, xe vẫn giữ chẵn bazin kết hợp với phục hành trình ngược. Nếu chuẩn bài độ thì phải thay luôn phục trước mới cho gấu. Và bây giờ thì theo một nguồn tin cho biết thì vụ tai nạn lần này chủ xe chỉ bị xây xát nhẹ, không có thiệt hại về người. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share và nhấn subscribe.